Xin chào mọi người. Đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phân đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Ý niệm về cuộc sống. Mỗi năm mình đều có một khoảng thời gian thử thách như hiện tại. Bản thân bị ốm, lây sang cho con. Con bị sốt cao, phải vào viện điều trị mấy hôm nay. Vợ phải ở luôn trong viện. Thương quá mà bảo, hai ba con truyền hết bệnh sang đây để mẹ chịu cho. Từ viện về, mình lóc cóc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nhắn tin xin lỗi anh em đồng nghiệp nghỉ vài hôm, nhờ anh em lo việc. Hủy vài cuộc hẹn quan trọng, mong nhận được sự cảm thông từ mọi người. Mỗi năm, mình đều đọc lại bài viết dưới đây, vẫn thấy đúng sau một khoảng thời gian rất dài chiêm nghiệm và nhận ra rằng việc giữ được triết lý sống cho riêng mình có lẽ là một điều tốt. Vô đề. Mình quan tâm đến tâm lý học và những gì liên quan đến tâm lý con người, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến hành động, tính cách và những điều hình thành nên mạng lưới nhân quả chằng chịt trong cuộc đời mỗi người. Không đến mức biết đủ, nhưng cũng tạm gọi là có ham muốn tìm hiểu. Không có tính cách nào là xấu xa, cũng không có tính cách nào là hoàn toàn tốt đẹp. Tính cách của chúng ta được hình thành nhờ vào bộ gen di truyền của cha mẹ, sự dạy dỗ của những người xung quanh và bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. Bảo thủ sẽ thành kiên định, hiền lành sẽ thành cục tính, cầu toàn sẽ thành ôm đồm. Tất cả là một ranh giới mong manh mà cán cân lý trí đôi lúc không thể kiểm soát được. Hạnh phúc hay đau khổ, đó là do mỗi người tự cảm nhận. Chúng ta thường có xu hướng so sánh hạnh phúc của mình với người khác và so sánh đau khổ hiện tại mình đang trải qua với chính đau khổ trong quá khứ. Tại sao chúng ta không thử làm ngược lại? Có những người vì yêu quá mà sinh hận thù, nhưng cũng có những người trong phút chốc bỏ được hận thù vì nhận ra tình yêu vẫn nhen nhóm trong tim mình. Gốc rễ của hận thù là yêu thương, nhưng gốc rễ của yêu thương không thể là hận thù. Vậy nên yêu thôi chưa đủ, cần phải hiểu thế nào là yêu. Giàu quá mà cô đơn, nghèo quá mà đói khổ. Có thật thước đo về sự giàu nghèo trong xã hội này chỉ có trọng số là tiền. Đó là do mỗi người tự định nghĩa. Giống như một phép toán, nếu như chỉ có một biến số thì bài toán cuộc đời thật dễ giải. Nếu như có nhiều biến số hơn, chúng ta vẫn có cả cuộc đời để giải cơ mà, phải không? Trong ba điều tiếp theo đây, hiện tại bạn cần gì hơn? Tri thức, thời gian hay sức khỏe? Khi còn trẻ, bạn sẽ có đủ thời gian và sức khỏe. Khi trưởng thành, bạn sẽ có đủ sức khỏe và tri thức. Nhưng đến khi về già, bạn sẽ chỉ cần mỗi sức khỏe. Hãy để tri thức dẫn lối cho sự trưởng thành, để thời gian xây dựng nên các mối quan hệ và để sức khỏe bao bọc tuổi già. Thành hay bại đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Cuộc đời còn nhiều cuộc chiến, có người chiến thắng những trận đầu, có người thua mãi về sau mới thắng. Hiểu theo nghĩa tiêu cực, cuối cùng ai rồi cũng sẽ thua, kể cả người thắng mãi. Hiểu theo nghĩa tích cực, dù có thua nhiều, rốt cuộc ta cũng là người thắng trận. Có người vì trải qua bao vất vả đắng cay mà trưởng thành, có người nhờ gia đạo tốt đẹp, nhiều phúc phần mà nên người. Ai trong chúng ta biết được câu chuyện mà họ đã trải qua? Ai trong chúng ta đã từng là một phần trong quá khứ của họ? Đừng quan trọng họ đến từ đâu, mà hãy nhìn xem họ là ai và họ có phù hợp hay không. Có nhiều điều đối lập nữa, nhưng tự trung đều là nhờ có nhau mà sinh ra hay tiêu tan đi. Sống bình thường ít ham muốn, đưa mọi thứ trở về thế cân bằng. Niềm tin sẽ tự nhiên được củng cố, nỗi sợ hãi cũng vì đó mà không còn. Quan điểm sống của người Ấn. Người Ấn Độ có 4 quy tắc trong cuộc sống, đó là 1. Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. 2. Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. 3. Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. 4. Những gì đã qua, cho qua.
Thật vậy, đôi khi tưởng rằng những điều bất hạnh nhất đã đến, tưởng rằng những người quan trọng nhất đã rời xa, tưởng rằng mọi cơ hội đã tuột mất, thì rồi bằng một cách nào đó, ở một khoảnh khắc khác, ta lại thấy rằng cuộc sống này vẫn đáng sống. Ta lại tìm được những điều quan trọng khác, và ta nhận ra rằng cơ hội sẽ luôn đến khi ta sẵn sàng. Không có tự do nào mà không phải đấu tranh, không có hạnh phúc nào mà chẳng có đau đớn, và không có niềm vui nào mà không trải qua cùng nỗi buồn. Ta hãy cứ nở một nụ cười và dấn thân vào con đường mà ta đã chọn. Mọi quyết định sẽ luôn là những quyết định đúng đắn. Lối sống tối giản. Mình hướng tới một cuộc sống tối ưu về vật chất và đơn giản về tư duy, ngắn gọn gọi là cuộc sống tối giản. Điều đó thể hiện ở việc không thích sở hữu, rất ít ham muốn, lựa chọn kỹ càng các mối quan hệ và không phức tạp hóa mọi vấn đề. Mình thích mặc những chiếc quần vải cũ kỹ từ nhiều năm trước, rất thoải mái, bụng vừa vặn, ống quần rộng rãi dễ vận động. Vì không phải lo lắng đóng bộ với một chiếc quần cũ kỹ, mình có thể thoải mái đi dép tổ ong có ký tên của mình ở phía trước bằng mực xanh, viết bảng. À, thực ra bị mất rồi, giờ mình chuyển sang đi đôi tông màu đen. Áo sống thì mình lại càng chú trọng hơn nữa đến độ thoải mái và làm thế nào để có thể mặc một chiếc áo trong 3 giây. Áo nào mà loè loẹt, nổi bật là không thích rồi. Thế nên những chiếc áo phông 25.000 đồng là một sự lựa chọn sáng suốt. Mình mua liền 8 cái cùng màu, mặc dần cho đỡ mất thời gian lựa chọn áo khi đi làm. Không có vật dụng trên người, nhất là đồ đắt tiền, thì việc đi lại hay đi xa càng tăng tính an toàn. Đi ngủ đi tắm không mất thời gian cởi ra cởi vào. Ra ngoài đường hay gặp bạn bè, đỡ bị người khác soi mói, hỏi han, rồi xin đố kỵ. Nhà mình khá rộng, nhưng đồ đạc thì chỉ có những vật dụng cần thiết cơ bản. Phòng ngủ có giường và tủ. Phòng khách có kệ và tivi. Phòng bếp có bếp và kệ bếp. Phòng làm việc có bàn làm việc và tủ sách. Phòng nghỉ ngơi không có gì ngoài tấm thảm và đôi ba thứ chưa thể bỏ của Đậu, con trai mình. Đồ đạc chỉ đủ chứ không thừa cái gì. Đậu chạy mãi miết chưa thấy vấp vào đâu. Dọn dẹp cũng nhẹ nhàng, chủ yếu dọn sách cho Đậu bày ra. Thi thoảng hai ba con còn đá bóng và cả nhà chơi trốn tìm trong nhà. Hàng tháng, bạn bè hơn 20 người vẫn có thể tề tựu đông đủ, thoải mái và ấm cúng. Trước khi mua một đồ dùng gì đó, hai vợ chồng mình thường suy nghĩ trước những câu hỏi như: dùng để làm gì? Nó có to và cồng kềnh quá không? Hiệu năng và thời lượng sử dụng như thế nào? Nếu không thực sự cần thiết thì khoan hãy mua. Xe cộ thì có ít tiền khỏi cố mua, mà có nhiều cũng mua loại rẻ. Chứ tội gì vay mượn cho mắc nợ người khác, mắc nợ thêm cái đồ vật. Mình nghĩ lối sống tối giản bắt đầu từ suy nghĩ biết bằng lòng và dám buông bỏ. Bằng lòng với những gì mình có, với những gì mình cần, thay vì so sánh và chạy theo xu hướng. Buông bỏ những gì không cần thiết, chỉ có giá trị trong quá khứ, hoặc tốn kém nhiều hơn so với những gì đã tạo ra. Đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn nghe trọn bộ nội dung tại MyDio.vn nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.